Rau, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, phân bố tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, diện tích khoảng 100 hectare. Mình đang làm đất để vài rau gì đấy hả chú? Mình đang làm đất để vài cải mầm đây. Tại vì cho thấy ở đây đất rất là tơi xốp này, thì không biết là trước khi mà mình gieo giống thì chú cần phải cào rồi xới gì mà đất tơi thì như này à? À, mình phải cuốc chứ. Cuốc trong là không phải hôm nay mình thu hoạch trong này mình cuốc này, để qua một ngày này. Nếu trường hợp mình thấy ấy, là cái đất ấy, mà không đảm bảo là coi như mình phải là xử lý ấy, là một lửa vôi nhẹ vào, xong rồi mình bắt đầu gieo. Ngày sau mình đầu gieo, khi gieo thì gạt như thế này xong rồi là bỏ phân chuồng, rồi là coi như là mình quăng là hạt giống lên này, phủ đất lên. Chú ơi, thời tiết miền Trung rất là khắc nghiệt đấy, thì mình làm cách nào để có thể phòng tránh được những cái điều kiện thời tiết như thế để có thể trồng cây được thuận lợi ạ? À, thời tiết miền Trung thì đúng là coi như là khắc nghiệt, khi nắng rồi là khi mưa. Nếu mà coi như thời tiết mà trên 30 độ thì mình phải kéo lưới này. À, mà nếu mưa là mình phải kéo bạt này. Để là chống là coi như là mưa rồi chống nắng. Thế một năm ở đây thì mình sẽ trồng được mấy mùa vụ rau như thế này ạ? À? Cái cây cải mầm này là cứ liên tục. Hết 7 ngày này xong là cứ 7 ngày khác. Với những loại giống cây trồng khác thì bà con mình cũng làm luống như thế này hay làm luống khác hả chú? À, như hẳn cũng tùy theo loại. Gieo ngò này rồi gieo xà lách rồi cũng phải làm như thế này. Làm như này gieo, nhưng mà cái thời gian thu hoạch thì hẳn dài hơn. Đó, như cây ngò là có những từ khi mình gieo cho đến thu hoạch thì cũng phải. Đã đến thời điểm có thể thu hoạch được à? Cái mâm này là khi mà lấy làm, nếu mà trời mà dính mát á, mình trái lại là cái mầm mình dài lắm, hẳn dài như nếu cái đây gió là thời tiết á, mưa mình ngắn thì đây chứ còn mà không là dài. Bình thường thì cho thấy khi mà mình thu hoạch nhá, mình sẽ phải xếp rất là kỹ, rất là gọn và đẹp, chứ ở đây cho thấy là cô cứ để lung tung cả lên. Thì không biết là mình cái chỗ rau này thì mình sẽ để làm gì hả cô? À, rau này là mình để là cắt xong bỏ như thế này, xong là mình rửa đi, sáng mai mình phải trôn cho họ để họ ăn rau xong rồi họ xào với thịt bò. Ơ, cháu thu hoạch khác cô à? À, thu hoạch là giống như mỗi người nhổ mỗi kiểu gì đó, xong là mình rủ đất sạch, mình cắt rễ sạch chứ. Cho thấy ở phía dưới đang còn rất là nhiều những hạt giống chưa lên cô này. Thì khi mà mình trồng vào những đợt mới thì cây này có lên trái thời điểm thì có bị ảnh hưởng gì đến cái thời gian thu hoạch không ạ? À, mấy cái hạt này khi mà hạt không lên thì mình cuốc đất xong mình vài lửa khác á, là hạt cùng hư rồi chết rồi. Mặc dù thời tiết miền Trung thì không ủng hộ, nhưng mà bằng chính sự cần mẫn chăm chỉ của bà con tạo nên những khu vườn xanh mướt. Quý vị có thể thấy ở đây thì có rất nhiều loại rau như là xà lách tím, cải bẹ, cải mầm, hành, ngò, những loại rau bắt gặp trong bữa ăn hàng ngày. Đạt sản lượng khoảng 250 tấn trên một năm, thị trường tiêu thụ trong tỉnh và một số tỉnh lân cận